Rồi, xin chào bạn ạ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách mà mình có thể xem mật khẩu wifi cực nhanh ở trên điện thoại Xiaomi ha. Tức là mật khẩu này là mình xem lại mật khẩu thôi nha các bạn, chứ không có hack nha. Thì đầu tiên các bạn vô mục cài đặt. Rồi, sau đó các bạn vô mục wifi. Rồi, các bạn thấy tên wifi của mình đúng không? Thì các bạn bấm vô chạm để chia sẻ mật khẩu này. Thì nó sẽ hiện ra cái mã QR code. Các bạn bấm chụp màn hình lại nha. Thì bạn bấm phím nguồn và phím lượng giảm để chụp màn hình lại. Đó. Rồi, sau khi chụp xong rồi các bạn thoát ra ngoài. Đó, rồi các bạn giúp mình là vô ứng dụng Zalo. Trong ứng dụng Zalo này các bạn bấm vô cái mục QR code này này các bạn thấy không? QR code nào bấm vô đây. Và nó sẽ có cái mục là quét ảnh có sẵn á, các bạn bấm vô quét ảnh có sẵn. Rồi, chọn cái hình ảnh mình vừa chụp màn hình. Thì nó sẽ hiện tên cái wifi của mình ha. Đây, WPA 2.p Khang 1080 1801 đó là mật khẩu wifi của mình. Còn S2 chấm Thanh Thúy đó là tên mật khẩu wifi ha. Rồi, cảm ơn các bạn.